quy tụ hơn 32 doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc tham gia tuyển dụng, mang đến hơn 1.500 vị trí việc làm đa dạng. Sáng ngày 11 tháng 4, đông đảo sinh viên hào hứng đổ bộ ngày hội tuyển dụng của các doanh nghiệp Hàn Quốc Korea Job Fair 2024 do Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp cùng Viện Công nghệ Việt Hàn và Khoa Hàn Quốc học Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH tổ chức. Diễn ra tại Thủ Đức Campus với hơn 1.500 cơ hội việc làm đa dạng, hấp dẫn ở các vị trí như chuyên viên chăm sóc khách hàng, chuyên viên tuyển sinh, chuyên viên kinh doanh, sinh viên được đào tạo theo chương trình Việt Hàn, sinh viên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc và các khối ngành khác yêu thích môi trường làm việc tại doanh nghiệp Hàn, tự tin gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp, ứng tuyển vào những vị trí công việc phù hợp. Nhiều sinh viên xuất sắc săn được việc tốt với mức lương hấp dẫn ngay tại ngày hội. Trước những cái ngày hội tuyển dụng như thế này, tụi mình thì cũng đã được học qua các những cái buổi tập huấn về viết CV và kỹ năng thuyết trình, kỹ năng trả lời phỏng vấn. Thông qua đó thì bản thân của mình thì cũng có thêm nhiều động lực và tự tin hơn một chút về đối diện với lại nhà tuyển dụng. Hiện tại thì mình đang muốn ứng tuyển vào vị trí nhân viên văn phòng của Học viện Kim Sejong. Sinh viên năm cuối sẽ có cơ hội được tiếp xúc với các doanh nghiệp Hàn Quốc nhiều hơn, cũng như là có kỹ năng chuẩn bị cho mình những CV, những cái trải nghiệm thực tế cọ sát với doanh nghiệp Hàn Quốc. Tham gia ứng tuyển không chỉ có sinh viên năm 3, năm 4 mà các bạn năm nhất và năm 2 cũng có mặt tại sự kiện để tìm hiểu thị trường lao động, các cơ hội việc làm, kỹ năng trả lời phỏng vấn trước nhà tuyển dụng và tìm kiếm công việc thực tập cho bản thân. Trong khuôn khổ ngày hội, công ty DMNC Việt Nam đã trao 5 suất học bổng với tổng trị giá 20 triệu đồng đến sinh viên HUTECH. Đây là nguồn động viên to lớn để sinh viên tiếp tục phấn đấu học tập và rèn luyện tại giảng đường. Với mục tiêu mở rộng bản đồ kết nối doanh nghiệp, dịp này, HUTECH đã ký kết hợp tác với 5 doanh nghiệp Hàn Quốc uy tín, mở ra nhiều cơ hội học tập thực tế, việc làm cho sinh viên theo chiến lược đào tạo gắn liền với thực tiễn mà nhà trường đã tiên phong và tích cực đẩy mạnh trong thời gian qua.